Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh F Channel. Một tuần nữa lại qua đi và hôm nay trên tay của mình là một cái dòng sản phẩm mà nói thiệt ra luôn á là từ lúc chơi fit tới giờ luôn, đây là lần đầu tiên rồi là mình sở hữu một cái sản phẩm của cái dòng này. Thì đó là một cái sản phẩm của dòng người ta gọi là 4 in nail. Cái sản phẩm này là của Sentinel luôn nha các bạn. Sản phẩm này là của hãng Sentinel luôn á. Thì cái dòng sản phẩm này á, nó tập trung vào một số nhân vật của Faye với lại Mega Man. Thì Mega Man thì rất là nhiều, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ review về một mẫu người ta gọi là Rockman, gọi là 30 năm Rockman 30 á, là Rockman tiếng Anh mình dở lắm mình học, với lại Sentinel 10 Collab Rockman. Tại sao lại vậy? Bởi vì á, cái này là một cái sản phẩm mà để kỷ niệm 30 năm cái tựa game Mega Man hay gọi là Rockman á ra đời. Còn Sentinel á, cái này số 10 có nghĩa là kỷ niệm, nghĩa là 10 năm của họ rồi. Cái này sản phẩm giống như là kỷ niệm 10 năm, cho nên hai cái kỷ niệm, một cái 30, một cái là 10, cho nên họ sẽ kết hợp lại là Collab Rockman. Thì về tổng quan thì ở cái bóc ở ngoài á, thì mình thấy bóc thiết kế cũng khá là ok, nhìn cầm rất là gọn tay, nhỏ nha các bạn, khá là nhỏ, cầm rất là gọn tay, như đây thôi, đây, đây, nhỏ lắm, nhưng mà bù lại thì nhìn rất là đẹp, cầm nhỏ nhưng mà chất đẹp lắm. Thì đây, ở đây là phía sau nè, này các bạn nhìn nè, cái logo nè, 30 năm nè, đấy, Rockman, Rockman kỷ niệm là Rockman 30 năm, với lại 10 năm kỷ niệm của Sentinel. Thì về cái con đầu tiên của này hình như là con Riobot, như là mình cũng không có nhớ lắm mà mình có nó đó. Mình cũng chả nhớ tên tại vì nói thiệt ra cũng lâu rồi, để bữa nào mở mình coi lại. Thì đây. Đây nhá, đây là dòng sản phẩm của nó nhá, 4 in nail. Cái này là cái số 4 nha các bạn nhìn này nè, để đi xuống dưới đây, đây là số 4 nha, nail. Đấy. Thì đây là sơ sơ về chi tiết về cái dòng sản phẩm này ha. Nè, bây giờ chúng ta sẽ đánh giá về cái chi tiết về bề mặt của hộp này nhé. Thì đây, đây này, tên thì sẽ ghi dọc. Còn đây là cái chữ Rockman, Mega Man, Rockman. Hình như là theo mình biết là Mega Man á, thì là để ở bên như là đây. Hình như là bên Nhật á, là họ để là Mega Man, còn Rockman á, như là Rockman là ở bên Mỹ. Hình như theo mình biết là thế. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái logo các bạn, trời ơi, nhìn nhờ đèn chiếu vô nè, chói lóa luôn, vàng đồ ha. Thì đây là logo logo 10 năm và 30 năm nè. Đấy, các bạn nhìn kỹ nè, rất là đẹp nha. Ở đây thì đây là 4 in nail collectible action figure. Bên cạnh là hình của sản phẩm luôn. Hình này bên cạnh là hình sản phẩm. Thì hai mặt luôn, vậy là chắc là con này thay được hai form. Thì theo mình nghĩ là vậy. Ở đây là phía sau, phía trên của nó. Đây là phía trên thì nó có cái logo của Mega Man nè. Logo của Mega Man á là Rockman á, có thêm cái chữ của Capcom nè. Đây, đây. Đây, còn ở đây là dưới, ở phía dưới. Phía dưới. Đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là tiến hành là khui bóc con fit này ra nhé. Để coi thử bên trong nó có những gì nha. Main fit với lại một cái bịch đựng bay và tự hướng dẫn. Thì main fit này các bạn nhìn là main fit thì nó gồm có là đây, trong cái hộp này là main fit, một cái súng mặt thay thế, hai cái bàn tay. Còn đây là cái bay của nó. Đựng bay thì mình coi thử.
Đây là tờ hướng dẫn nha các bạn. Đây là tờ hướng dẫn của nó nè. Đây. Cũng khá là chi tiết đấy, nhưng mà công nhận hướng dẫn màu nhìn nó đã mắt hơn là hướng dẫn mà trắng đen như ông thần Bandai. Đây, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu khui ra nhé. Bọc kỹ lắm á. Đẹp lắm. Ồ. Đẹp lắm luôn á. Nè. Khá là đẹp nha, các bạn nhìn kỹ nha, rất là đẹp đấy, đẹp mắt lắm. Nè, đấy. Mặt rất là sắc nét nha, khuôn mặt sắc nét. Này đây, tay khớp khá mỏng nha. Mình nghĩ là chơi nó như hơi cẩn thận chút chứ không thôi bẻ là cũng dễ gãy lắm. Chân hơi hạn chế nha các bạn, chân đá lên hơi hạn chế. Bù lại được cái này thì đầu gối ngon nè. Đấy, cái khớp bàn chân, cổ chân nè. Cũng rất là ngon nha, cổ chân rất là ngon. Nè, ở dưới bàn chân có cái lỗ nè. Đây là cái cánh này, dạng này là dạng giống như hình như là kiểu hợp thể với lại chú chó của bạn, của anh chàng Mega Man này á. Mình thì cũng sẽ có dịp sẽ mua cái bản gốc để sưu tầm luôn. Đây phía sau luôn là cánh, nó có cái chữ như nè, mình không có rành. Hình như đây là có phải là chữ neo không? Phải chữ neo không? Giống giống cái chữ neo á. Nè, chữ đây nè. Chữ đây. Đây nè, chữ này nè. Đây là chữ neo. Chắc là cái chữ này là cái chữ neo á. mình không có rành, mình không có rành tiếng Nhật cho nên mình không dám nói. À, ở phía trước cũng có cái chữ này luôn. Đây nhé. Thì cái này là theo mình biết là nó được gá vào. Nó được gá vào nha. Và ở đây phụ kiện chúng ta nè là có hai cái này là hai cái nút tai á, giống như hai cái tai á, là hai cái nút tai bên này nè. Tai bên này nè đó. Bên này tai súng bàn tay ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là thay thế anh bạn này nhé. Chù, để ra thế này. Rồi bắt đầu tay. Ôi da, ô rút cái đầu ra luôn. Thì các bạn sẽ gỡ được cái phách ra nha. Gỡ được con phách ra luôn á. Rút đầu ra, gỡ con phách ra luôn ha. Rồi, bây giờ cái này là con phách nha, cái này là cái áo giáp nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là đây, như thế này. Ở trên này ha, trên này là gỡ cái nắp này ra ha. Gỡ cái nắp này ra, gỡ mình nên tại vì theo mình biết á là nếu mà như mà tháo hai cái tay này ra thì cái phía sau này nè, cái phía sau nó sẽ dễ bị rớt, cho nên phải từng cái một nha các bạn. Tháo từng cái một ra đây, bây giờ sẽ tháo một cái một ra. Bên này sẽ có một lỗ nè. Giờ bắt đầu là mình sẽ gắm cái tay vô. Lấy hai cái tay gắm tay vô nhé, để coi thử cái tay bên nào nó vừa nha. Ôi coi thử. Ôi chết rồi. Ôi tiêu rồi. Áo hình như là lộn tay. Ấy da, bên này mới đúng chứ. Làm cũng giống nhau quá cho nên nhiều khi mình làm mình nhìn vô mình lắp vô cũng bị sai nữa. Không ta. Không, vậy là hồi nãy mình đã lắp đúng rồi. Đây, rồi, đúng rồi nè. Đấy, coi như thế này. Rồi bây giờ tháo ra luôn. Ở đây tháo ra luôn nha. Thì chúng ta sẽ lắp vô. Ở đây nha, có cái lỗ ở đây nha. Lắp vô nha. Rồi, xoay đi. Mình xoay thôi chứ thật ra chỉ cần ấn vô là được rồi. Mình quen rồi, xoay cho nó chắc thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ có cái lỗ ở cổ nè. Bạn nhìn kỹ nè. Đây có cái lỗ ở cổ nè. Đây, chúng ta sẽ có cái chấu nè, gắn vô ngay cái lỗ luôn. Ok hen. Ú cha, hơi khó nha. Nhìn nè. Ok hen. Khá đẹp á. Tháo giáp rồi ra thì nhìn có vẻ rất là gọi là nhìn rất là ok hơn. Ok hơn rất là nhiều. Mình thì mình không dám làm mấy cái tư thế gọi là như Hero Land đồ á. Thì đây nè, như là có thể làm được. Ô, các bạn nhìn nè. Sau lưng nè, tháo ra nè, nó có cái logo nè, 30 năm kỷ niệm nè. Để chờ một tí đó mình bật cái tô sáng nó lên nè, các bạn nhìn xem thấy cho nó rõ nè. Đấy, logo nè. À, đẹp hơn không? Đẹp ha. Nhìn cái logo đẹp rõ ràng luôn. Ok, thì đấy.
Điện thoại hôm nay hơi mờ, các bạn chờ mình một tí nha. Thôi ok, mình lau cái kính lại một tí tại nó mờ quá, lâu quá rồi mình không có vệ sinh á. Rồi bây giờ thì ta bắt đầu là phần là tiếp theo là như là tháo cái mặt ra. Như cái mặt này tháo ra á, muốn tháo cái mặt này ra thì trong này nó có chỉ nè, không phải là tháo bừa đâu nha. Đây. Ồ, trượt xuống thẳng luôn, trượt phát xuống thẳng luôn rồi sau đó rút cái mặt ra thôi. Vậy thì để mình coi thử. Vậy trước tiên mình rút cái đầu ra trước ha. Mình sẽ rút cái đầu, đó là trượt cái mặt ra luôn, được rồi nè. Trượt cái mặt ra được. Rồi lấy cái mặt, chúng ta sẽ lấy cái mặt thay thế. Đây nè. Lấy cái mặt thay thế và đáp vô một cái. Ồ, khít luôn. Ở đây là vừa á. Ngon lành. Ok. Ok, cái khớp cổ gắn vô. Rồi. Rồi. Ok. Rồi. Giờ là bàn tay. Giờ tay nha. Mình sẽ ở đây. Ta sẽ có cái tay. Rút cái tay này ra. Để tay nào giờ mình cho tay bên phải súng nha. Rút ra. Ok. Đây. Rồi, ok nha. Vô. Đây, gắn vô. Gắn vô, ok. Đây, xoay được nha, cái chỗ này xoay được nha các bạn. Đấy, xoay được nè. Thấy không? Nè, thấy không? Ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Nè, đấy, ngon lành. Ồ, ở đây có cái đệm bật nữa ta, đẹp quá ta. Làm kỹ ghê chứ. Ok. Đấy, nhỏ nhỏ vậy chứ làm cũng ngon lành. Rồi bây giờ nếu mà muốn thì cứ đắp dép vô rồi thôi, như lúc đầu thôi. Thì theo tổng quan mình thì mình thấy con phích này tuy nó nhỏ nhưng đồ chơi cũng không có nhiều, nhưng mà bù lại phải công nhận là chi tiết màu sắc đồ á, các bạn nhìn là màu rất là hài hòa, rất là đẹp, nhìn không có bị chán. Nó vẫn giữ kỹ gọi là cái màu gốc của Mega Man, là màu này là màu xanh nước biển á. Nhìn kỹ, giữ kỹ cái màu gốc đó, nhìn nó rất là hay ha. Và những cái họa tiết để nhấn nhé lên để cho biết rằng là đây là một cái sản phẩm kỷ niệm anniversary thì nó phải công nhận là nó đã làm đã rất là kỹ. Ví dụ như điển hình, giờ ví dụ như là bên này là các bạn nhìn vào cái chữ Neo này là biết luôn á, là cái chữ trong cái chữ Sentinel, trong cái chữ Sentinel á là dạng như bộ, thì cái dòng này là 4X Neo thì nó có cho cái chữ Neo này vô đây nữa nè. Đấy. Còn nó nhân về cái kỷ niệm Mega Man thì nó có logo ở đây. Thì chung là nó nhấn nhé những cái chi tiết rất là hay. Đó. Thì theo mình thì sản phẩm này được tầm 8 điểm á, mình cho 8 điểm nhé. Tại vì nó rất là ok, mình cầm nó rất là vừa tay, nhẹ nhàng nữa. Rất là good luôn. Thì đấy là đánh giá về của mình về cái sản phẩm này. Thì nếu như có gì các bạn có gì góp ý thì các bạn cứ comment ở dưới đi, rồi có gì mình sẽ lắng nghe và có gì mình tiếp thu về nó. Còn nếu như mà được thì có thể like, share, subscribe giúp mình để cho mình phát triển kênh mình thêm, và để cho có động lực để sau này mình ra thêm nhiều clip nữa nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.